râu kia thì thế sao sao? Bạn ấy đầu tóc vàng hoe, quần áo cách cưới. Dạ chào anh Cô Thuận, chào chị Hồng Vân. Rồi mời em giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Tư ạ, đang làm nhân viên kinh doanh. Năm nay em 28 tuổi. À Tư 28 tuổi. Dạ. Em có người Bắc hả? Dạ em người Bắc ạ. Ờ. Còn em? Em tên là Mai. Năm nay em 25 tuổi. Ừ. Em làm nội trợ. Hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau là như thế nào? Dạ gặp nhau trên mạng Yahoo anh. Cái nick của anh thấy sớm sớm. Thi sĩ tài hoa vậy. Thi sĩ tài hoa. Thi sĩ tài hoa. Tên hay vậy mà nói sinh sớm. Thấy sinh sớm thì không nói chuyện, cái lúc sau cái thấy buồn buồn thôi nói chuyện luôn. Anh Tư anh hỏi thiệt nha, thi sĩ tài hoa. Nhưng mà em có biết làm thơ không? Dạ có, thì hồi cấp 3 có làm thơ. Nhưng mà bây giờ có làm thơ không? Dạ giờ chắc thực dụng quá rồi hết rồi, hết làm thơ. Sau khi chat rồi đó, dĩ nhiên chat viết một thời gian thì phải gặp nhau đúng không? Dạ. Đó vậy thì cái ấn tượng đầu tiên khi mà các bạn gặp nhau ở ngoài là như thế nào? Dạ lúc đó em đi với cậu, tại em hẹn trên mạng mà nên sợ lắm. Không đi mình. Lên thấy ảnh đi chiếc xe thì cà tàng, mặc đồ thì quần tây quần ống hơi le le. Ống le, le. Râu ria thì sòm sòm hút cạo để nhìn già lắm kìa. Vậy hả? Rồi hai người gặp nhau là ở đâu? Lần đầu tiên gặp nhưng mà gặp ở nhà trọ em luôn. Trời, lần đầu tiên gặp ở nhà trọ luôn. Bởi vì nó đi cậu đó. Đi cậu là đúng rồi. Rồi sao? Sao? Nhưng mà em tự nhiên xem hẹn người ta ở nhà trọ và em có ý đồ gì tự. Thì hồi đó em chắc là hiền quá, không có đi, không có thường xuyên ra ngoài cà phê á. Thì ra quán cà phê em thấy rất là ngại. Thôi hẹn rồi tới nhà ăn cơm luôn. Đi em nấu cơm nhà. Luôn hả? À? Nấu cơm cải luôn hả? À? Dạ. Ờ, rồi bữa đó khi mà thấy đi với ông cậu thì em có sốc không? Lần đầu tiên á thì nhìn trên cái avatar thấy dễ thương lắm. Mà lúc mà gặp á thì bạn ấy đầu tóc còn hoe, quần áo rách rưới. Nhìn rất là quậy. Rất là quậy. Dạ. Ừ. Thành ra cũng hơi thất vọng về cái trong cái suy nghĩ ban đầu mình. Rồi đã vậy còn đi với ông cậu nữa là coi như không làm ăn gì được luôn. Nói chung hai đứa đều thất vọng về nhau hết. Thì lý do gì mà đến em đi nhau. Đến nhà trọ chi cho mệt mỏi vậy? Con dạ. Người gì nhỏ xíu gì mà râu không không thấy cái bản mặt luôn. Gì? Gặp chị là chị đi luôn đó, chị không có về đâu nó. Tại vì gặp xin lỗi anh, bữa nay em bận rồi, ví dụ vậy. Cái điều này nó có cái gì? Cái gì đó đúng không? Dạ thấy anh hiền với lại chất phát. Vậy bây giờ anh hỏi là nếu một người hiền như vậy mà chất phát như ý em nói và khán giả đồng ý, vậy thì chắc các bạn là yêu nhau phải tìm hiểu nhau rất lâu mới đám cưới đúng không? Dạ không, 4 tháng. Ta không. Té là anh Bin dở, anh Bin không biết, không biết suy diễn. Không suy diễn gì? Bây giờ chị nói em nghe toàn hẹn ở nhà trọ thôi. À. Thì chị hỏi em mà không cưới gấp thì là làm sao? À. Ba má không biểu. Ủa? Cưới, bác sĩ cũng biểu. Ủa, cưới. Ủa nhưng mà họ có hẹn ở nhà trọ nữa không? Thì nhà trọ nó đây đâu biết quán cà phê nào đâu. Dạ. Cứ hẹn tới nấu cơm cho ăn. Mà nói rồi. Chuyện lại duyên dáng là dễ thương vậy. À. Thì thử hỏi chuyện gì xảy ra sau khi ăn cơm xong. Thì rửa chén. Ủa nhưng mà 4 tháng là đã cưới rồi hả? Lý do? Lý do bác sĩ kêu cưới. Thấy chưa? Thấy chưa? Bác sĩ kêu cưới té nữa đi cho rồi. Còn bà Dân hay vậy á. Lúc mà bác sĩ kêu cưới á, em thì ở nhà trọ chưa đi làm. Dạ. Vậy thì lúc đó tâm trạng như thế nào? Tại lúc đó thì em cũng nhận được học bổng đi du học rồi. Ồ. À, thấy chưa? Vợ mới gọi điện báo là có bầu. Lúc đó em thất vọng lắm. Cũng sợ nữa, vừa sợ vừa thất vọng. Thất vọng về bản thân đúng dạ, không? Dạ, thất vọng về mình. Ừ. Sao mình công sức quá? Mình bỏ ra rất là nhiều cho việc học hành. Rồi bên nhà cũng kỳ vọng của em rất là nhiều. Nghe nói tức khóc. Em nói giờ anh cứ đi đâu anh học hành sao đó kệ anh. Em để con là em nuôi. Rồi cuối cùng? Vậy cuối cùng anh mới gọi điện về cho gia đình ảnh là thôi xin cưới. À, cưới xong rồi em có đi du học không? Dạ không chị ạ. Tại lúc mà quyết định cưới vợ em rồi á. Không có đi nữa. Là không đi nữa? Dạ. Cái giai đoạn mà thuyết phục bên nhà em để cho cưới vợ cũng rất là khó. Khó khăn lắm, nhà không ai đồng ý. Chỉ thêm cái nói là con gái nam thì nó không có. Vì cái vùng miền mà con gái miền Nam rất là bộc trực. Dạ. Có sao nói vậy, đúng không? Nhiều khi là xấu hết. Ừ đó thì miền Nam là vậy. Chắc chắn là hai bạn về sống với nhau là sẽ có nhiều những cái việc mà về tính cách mà vùng miền tập quán phong tục đó. Dạ. Rồi chắc chắn là sẽ có những cái điều mà mình sẽ bị mâu thuẫn đúng không? Dạ cũng có gây nhiều lắm. Anh này thì cảnh kỹ tính, kỹ lắm. Nhà mà dơ dơ chút xíu là anh lao. Anh vừa làm anh vừa nói nhảm được mình lắm. Có nghĩa là rất là cẩn thận, rất là sạch sẽ. Dạ. Đúng không? Nhưng mà làm, vừa làm vừa nói. Cũng giọng nói đó lúc mà mới gặp nhau á là mê cái giọng nói đó. Nhưng mà cũng giọng nói đó sau hôn nhân là coi như là khó chịu đó, lãng nhảm đó. Nhưng mà có lần nào hai vợ chồng cãi vã nhau là cái chuyện cũng vì cái chuyện đó mà lớn không? Dạ không, chỉ có ảnh từ khi mà ảnh thay đổi công việc cái ảnh có gái gú này kia mới. Hả? Anh không nghĩ là có gái gú hả? Em cũng bất ngờ, em cũng không nghĩ ảnh là vậy luôn á. Chị cũng bất ngờ luôn nè.
hai năm đầu thì không có vấn đề gì. Hồi đó em làm công việc thì nó rất là ổn định, cứ tới tháng lãnh lương nó là đều. Nhưng sang năm thứ ba thì em thấy nó không có ổn lắm, có vợ con rồi thì cần phải tăng thêm thu nhập nên chuyển qua kinh doanh. Thì lúc đó bắt đầu phát sinh về vấn đề đi tiếp khách hàng. Rồi em làm sao em biết chuyện đó? Lúc đầu cái cô kia có nhắn tin hỏi sao lâu quá anh không qua quán của em, không ghé em giả anh, em nói là em nhớ anh phải không, cái cô nó cũng hừ luôn. Lúc đó ảnh đang kế bên mà em hỏi cái cô này là ai à, anh mới nói không có gì hết á, chỉ quán nhậu rồi anh nhậu anh cho số vậy đó. Thì bắt đầu cái em mới hỏi nhưng mà anh chối không à, anh không bao giờ nhận hết á, mà anh cũng chẳng có giải thích gì hết trơn á. Cái đó là nhỏ thôi, còn qua lần sau nữa chuyện nào nữa, có cái cô Kiên Giang á, cô nhắn tin là em biết số điện thoại của Mai anh thua rồi. Em mới nhắn là em nói thua là sao, cái cô mới nói là nếu là Mai á thì đừng có nói chuyện với cô đó, mất công là em bị tổn thương á. Cái em mới nhắn qua cho cô đó nói là chị có chuyện gì với chồng em á thì cứ nói đi em nghe. Hỏi anh thì anh nói là không có gì hết trơn á, tức quá em gọi điện cho nhà chồng em á, gọi cho má chồng rồi em chồng em gọi hết luôn. Mẹ phải không? Dạ. Tại em gọi cô đó cô không dám nghe hay sao á. Lúc đó em đang có bầu bé sau chứ em không có bầu, là em đi xuống dưới luôn rồi, đi xuống Kiên Giang luôn rồi đó. Giờ để phải hỏi chồng, khi mà vợ bắt gặp những cái bằng chứng cụ thể như vậy thì lúc đó em sao? Tại cũng không biết nữa, cũng không nhớ nữa. Em đi tiếp khách chắc say xỉn rồi, có cho số rồi mấy bạn chắc là phá hay như thế nào thôi chứ còn không có. Còn cái ở dưới Kiên Giang thì xuống đi lắp máy ở dưới đó thì có đi chơi thôi chứ còn không có. Chuyện nó xảy ra là bao nhiêu lâu rồi? Khoảng 2 năm. Rồi thời gian này có gặp được những cái tương tự giống vậy không? Dạ không, em siết chặt lại. Kiểm tra tin nhắn, Zalo, Facebook em kiểm tra hết luôn. Không chừa cái nào hết á. Nhưng mà hiện giờ nè, ở trong nhà của mình á, anh có chu đáo không? Anh có lo cho em với con không? Dạ có chị. Tiền lương của anh về có đưa cho em không? Thì tiền lương thì anh đưa nhưng mà mấy cái tiền linh tinh ngoài gì đó em không biết. Tiền lương thì tức là ở đây ý chị muốn hỏi là nếu mà gạt đi tất cả những cái mà em đã biết thì chồng em á, em cho là mấy điểm? Dạ 8 điểm. 8 trên 10. Dạ. Mà bây giờ tụi em lấy nhau mấy năm rồi? Dạ 4 năm rồi chị. Ở đây chị muốn nói vấn đề như vậy nè. Nếu như hồi nãy chị hỏi em mà chồng em á mà không lo cho gia đình nè, chỉ có biết đi chơi, chỉ có biết là quăng tiền về xong rồi không để tâm gì tới vợ, tới con các thứ, thì có ra lên án ngay lập tức. Yeah. Ngay lập tức. Tại vì vợ chồng á, lúc nào cũng vậy. Đến ông thủ tướng, ông tổng thống ở đâu mà nổi tiếng nhất thế giới á, ông cũng dính vô cái chuyện đó nữa. Yeah. Đừng nói chi là một người bình thường. Chị không khuyến khích em làm tất cả những việc đó, nhưng chị mong rằng em đừng bao giờ để vợ em buồn, đừng bao giờ để vợ em phải đau khổ về cái chuyện chuyện của mình. Tức là vợ em hỏi em đi đâu em nói hết rồi. Chứ em không có kể, em không có giữ. Em có giấu đúng không? Không có giấu. Không, bây giờ coi như tất cả mọi chuyện là nó đã qua hết đi. Yeah. Bây giờ anh chỉ mong rằng là hai bạn sẽ lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng mà cái quan trọng là em phải hứa với vợ em đừng để cho vợ mình buồn và đừng để vợ mình phải hiểu lầm và phải tin tưởng mình tuyệt đối hoàn toàn. Anh hứa với vợ là từ nay anh sẽ không phải để cho em buồn nữa. Và anh sẽ cố gắng lo cho hai vợ con em cuộc sống thật là tốt và hạnh phúc. Anh mà được vậy em mừng quá. Dễ thương quá, hai vợ ôm nhau cái coi. Chỉ cần một người hiểu em trong đời nha. Rồi. Thôi, cảm ơn em. Dễ thương quá. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không à. Thấy nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em không biết ngồi vừa không. Vậy hả? Có khó chịu không? À, không ngồi đây được. Không là tôi cho lên kia thôi. Rồi xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương hả? Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng. Ồ, ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con 31. 31? Dạ, Dương 31? Không phải. Hoàng. Hoàng. Hoàng 31 tuổi, ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà, con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? Con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nha. Vâng. Rồi. Hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cột điện. 3T bánh mì đúng không? Con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Cái là luôn. Dạ.
Con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó. Thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi, cô biết rồi. Ôi, nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi rồi ôi con biết rồi. Sao mà chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói luôn, em định nói luôn khổ em... thân thằng bé ôi rồi ôi mình... đúng rồi con đi ăn nhiều lắm đúng không chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không, mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không đó Hoàng. Dạ không con em cháu là béo béo tiềm năng rồi ạ. À, bé tìm thí dụ như là ở miền Nam đi dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. À mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên, đó là ở đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Giờ là thịt bò. Những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ đang là thịt bò, bò một nắng Cờ Đông Ba. Bò một nắng Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản bảo đá luôn. Mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú lại hỏi chị à, bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Chờ làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị chứ. Là thông dịch viên đó. Chứ sao nó không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản để nó cho cô để cô sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủa đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là làm cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Lớn 4 nãy tuổi. Là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. Không, cái bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải chống rồi. Đó là hy sinh đời trai đó. Cũng có thiệt thòi chứ vợ. Mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là... Anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô không tin cô đợi con chỉ 3 phút 15 giây là con... Trẻ liền. 3 phút 15 giây. Tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè, kể cho nghe cơ duyên gặp nhau nè. Lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời ơi, sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng của chồng con thì làm ở dưới kho. Nhưng mà công ty là công ty là gì? Dạ đấy là công ty để giày da. Rồi sao nào? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích rồi đấy. Thế là lấy nhưng bạn mà cũng kể sai sự thật thế nào. Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn ở văn phòng, bạn xuống xuống cho con bạn xin đồ chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi nó đi xuống đâu, vừa về bảo là con hay son ven lên trên, thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm.
và cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Ừ. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng, mà là cô ấy xuống mon men xuống dưới kho để mà gặp con mà cứ giả vờ xin. Ngày xưa con quản lý là quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con nào nên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Kiều chê. Anh nói thật đi. Nói thật nha. Anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên. Một hai ba lần. Đi trên văn phòng cũng hiếm, nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân thân không được không nhớ, thế là đấy mới con cũng thuộc mải chơi nữa, thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không thấy vợ con đâu nữa cả. Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, từ lúc đấy là mất liên lạc. Nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nên là cũng không để ý. Đúng cái chắc mà. Còn nhỏ đúng không? Tại con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà mất đi thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi, thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đây là người bà thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi con cũng coi như là thôi, không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Còn trong thời gian đó con đi đâu? Con làm gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. Tức là con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa? Rồi bao lâu thì lại các con lại gặp lại nhau? Dạ. 75. 75. 55. Tầm 55 rồi xong. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? Không, con không lấy vợ. Không lấy vợ. Con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Vâng, mình bảo vậy đó em chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ, cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn đó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng cả. Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn chứ. Trước đây tức là tự nhiên phát tướng béo. Đó. Thế là con với lại bảo sao bây giờ lại khác vậy. Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng. Con là người chủ động. Con là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của anh. Dạ. Và cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Khi tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Cảm giác bất ngờ mà lúc đấy thì con cũng đang mới cũng chia tay được 3 tháng rồi, cũng được 2-3 tháng. Ừ, con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, luôn chỉ có chơi điện tử thôi, lúc là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là ngày đấy con đang đi học, con đang học để con đi chuẩn bị đi tàu đó, con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. Đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu tàu Vĩnh Dương á. Vâng. Lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng tức là làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy.
Anh kể đi, anh kể ra anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào về ngoại hình? Nó ngoại hình đẹp thì hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì đâu gái một con trong mòn con mắt. Đúng chứ rồi, con làm sao vậy? À, con cũng đang định nói như thế, con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Và nhắn tin tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đột ngột như nào lắm hết mọi thứ rồi mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng đánh mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà đến lúc gặp lại đó phải kể thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên Ngô mà cô bên chồng là chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu, tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên em hỏi thì đúng rồi, ta để tại vì, tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Và tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật, chia sẻ cũng cả chú Thuận, con cũng thuộc dạng lúc đẹp trai, có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút, nhưng mà là mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là trống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là đưa quyết định. Mới là cái lúc mà lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, mình trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng. Lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ. Lúc đó chưa đi. Đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Vì lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương. Cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, bạn con chia sẻ súng gấp vậy ạ. Súng gấp. Tức là chỉ trong vòng biết là bọn con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì mà đấy nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách chung là ở Hải Phòng có Đồ Sơn, mà từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số. Đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cái gì ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? Không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện. Không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị ấy biết được là con với cả Hoàng ấy gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Là chị gái phát hiện. Vâng, ngay chị nhìn Facebook chị phát hiện, hay là cảnh báo là dùng beng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như là muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu có đâu cả. Thì lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi. Đúng không? Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm mỗi công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, lúc ấy là shipper vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có. À không, mới đầu khi vào hết khi xuống tàu ấy thì không xuống. Chưa, cái lúc mà sau khi mà vẫn giấu gia đình á thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, con không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi.
được gặp lại nhau, em yêu nói nhưng nhau. Tưởng anh lại lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhiều. Một lần rồi, yêu, một lần yêu. Chia tay rồi. Vâng. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều cái ly kỳ. Không, nó cũng ly kỳ. Là lúc đó thì chồng con cứ lênh đênh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi, vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, mất liên lạc hoàn toàn. Hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn này bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó con không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Ừ. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều tiền, bạn chỉ có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó em con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2 3 năm rồi đúng không? Tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ bất nông vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà đó thì là có tiền gửi hết về cho mẹ. Mà con rất quý một cái đó là tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ ấy, thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại, rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì hai gia đình mới biết, rồi hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau. Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy thì con thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có coi như bên sinh người ta có những cái món đồ người ta gọi ship vậy ship hàng á. Vâng, ship hàng mấy năm trước có ship chưa là ruộng cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng có biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship nó biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship vâng. Thế rồi thành công không? Làm nói chung là hai đứa thì không, ra thì lúc là... đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ ngựa. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là thì là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị hả? Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con đó. Ha. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian khó khăn đấy thì mới ra được những cái
mình đứng phát triển từ 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 nông sản Việt nên mình cũng muốn là mình muốn phát triển đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt, tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship xong rồi gặp quả xoài keo đúng không, ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc ui hai vợ chồng nhập về bán thôi rồi lên bán thôi rồi luôn thế mình bảo thôi đấy nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng đúng mình, rồi mình, cái xoài keo á, em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi, xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ở ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài keo ở trong Nam, thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết, lúc ấy thì lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản mà, cấm cản nha, con gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi, bây giờ quá ok đúng không? Không là hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu đâu. À đấy. Là vô đây coi như là thẳng dũng luôn đó. Ờ, hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con hay là? Dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé chị trai. Chị biết rồi thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ố rồi, thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ con thì với con thì nó vẫn là một cái là có sự phấn đấu để nhắc con phấn đấu, tại vì là khi mà chồng con mới xuống tàu ấy là dừng hẳn công việc đi tàu, đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho đi học, bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu thì bây giờ còn nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm mới nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc nó cứ lông bông. Và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình làm mình phải làm chủ và làm shipper. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì hết cả. Thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Trời xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở thế là bây giờ. Ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó. Tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi. Chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó, rồi. Thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích. Là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có thấy được bạn này cũng thành công đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu xong, tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem. Như chơi được tôi sống. Không phải qua chương trình đó thì mẹ con với mẹ chồng con thì mới gọi là cởi mở nhau chứ còn trước đó lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng tuổi thân là tuổi thân là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi, cụ sau này hai đứa con dai ấy, nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái tật nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ định định bây giờ. Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ý, khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ý. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm. Chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc. Nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi, là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng? Cho bản thân, cả cho chồng nó có cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à?
không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì, bọn con sống đơn giản lắm, sắm được. Nhưng mà về quần áo thì đi gặp cái gì, đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, khi nào không có cái gì để máy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài, chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào cũng tay cũng xoắn nha, xoắn là nhiều tóc cũng như là ủ mưu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình nữa, ngày nào cũng phải nhắc, đấy như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Rồi cái bạn gì bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thật sự, tại vì về những mối quan hệ bên ngoài vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt, nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài bạn bè thì khả năng là hơi rất là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ạ. Dạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngôi chưa? Nhưng mà thật ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình đi giờ làm lại em ấy, gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng đó nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Đúng. Yeah. Vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Không có tịch thu hết tiền con không? Không không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà, con thấy cầm tiền vướng. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, nó không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à? Ôi trời ơi. Nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Còn ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì gửi cho vợ gái. Đấy là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi, còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ tiền, chỉ cái này đi ra mua hộ cầm mới trả tiền nhá, đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng, đấy chính là chồng con mới là người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm, mệt ra chi tiêu mệt. Mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm này nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào thôi. Chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi được mà có việc gì đó, lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà ấy, gần nhà mẹ ấy, thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là con này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? Nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại mà thủ sao? Trước đúng không? Thế có phải cầm không? Chồng con thì có giờ đi nhậu mà, riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là bè. Có bạn này thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Và khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? Không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin mình lấy chức đàng hoàng đúng vậy. Đó. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới đã cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ con thay đổi điều gì không? Con chỉ cần mỗi vợ con thay đổi là bớt tăng công chức việc lại và chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Chú hỏi này, lúc mà con livestream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có ạ, lúc livestream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ấy ạ. Vợ chồng con là livestream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc livestream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi. Rất là xong rồi. Còn đến lúc cá nhân đó, công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Lúc nào tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Vậy là bây giờ là Hoàng muốn con nên là
nên quan tâm đến cái bên ngoài chút xíu đó, sau công việc. Để nhiều khi đi với chồng thì chồng cũng hãnh diện là đây, vợ tôi xinh lắm đó. Đúng không? Thấy không? Rồi bây giờ tới con đấy. Thế anh còn cái điều gì mà nói, anh nói nó đi. Không, anh hết rồi. Giờ tới em đây. 10 điểm chất lượng, chỉ thế thôi. Dạ, với con thì mong muốn thay đổi lớn nhất của con. Chưa, con chưa nói tật xấu của ông mà. Dạ. Tật xấu của chồng con ạ. Tật xấu chồng con thì kể mấy ngày không hết. Thế à? Chồng cái con... gì là xấu nhất nhỉ? Dạ. Nhưng chồng con thì là thực sự con để mà đàn ông mà nếu mà mọi người có nói là đàn ông mà không có gái mú, không rượu chè, không cờ bạc thì là rất là không hiếm. Không phải đàn ông. Không phải đàn ông. Thì đấy, chồng con là một người như thế là tức là rất là hiếm, không có cờ bạc, không có rượu chè, không có gái mú, không có kỳ một cái gì hết cả. Nhưng mà có cái nhược điểm là chồng con ấy là không kiềm hãm được cái những cái sở thích cá nhân hoặc là những cái hoặc là tức cái giận. Gì? Không, vâng đúng không ạ? Đó. Không biết kiểm soát bản thân không mình, kiềm chế được, không kiềm chế tính. Được, dạ vâng đúng rồi ạ. Tức là không kiềm chế được cảm xúc đúng không? Vâng, chồng con là không kiềm chế được cảm xúc. Tức là lúc mà mình điên lên là mình phải điên, ở lúc mình yêu lên là mình phải yêu, lúc mà mình buồn là mình phải khóc.